Em xin chào chị nha. Dạ. Chị cho em hỏi thăm nè. Anh trai ngồi kế chị là như thế nào với chị vậy? Chồng. Hả? Chồng. Chồng hả? Dạ. Thiệt không? Dạ. Chồng bao lâu rồi? Hả? Chồng bao lâu rồi? Năm mấy à? Hả? Năm mấy à? Năm mấy hả? Mà chị năm nay bao nhiêu rồi? 60. 60 hả? 60. Anh năm nay bao nhiêu anh? Năm mấy à? Ba mấy hả? Rồi chị cho em hỏi thăm nè, ngày xưa chị như thế nào mà quen được ảnh vậy? Quen gặp đi bán số nè. Đi bán giấy số hả? À. Rồi ảnh đi bán giấy số hay sao mà gặp? Không có bán. Rồi sao chị gặp ảnh? Bà chồng. Gặp bà già chồng. Dạ. Rồi bà già chồng dẫn về hay sao? Hỏi hả? Hỏi mà không có chồng không? Chịu có chồng không? À. Không chịu. Mà chị có chồng chưa? Có rồi. Có gọi sao chịu nữa? Có chồng rồi bỏ rồi, chết rồi. Hả? Có chồng rồi bỏ ai? Có chồng rồi bỏ rồi, sao mà bỏ chồng cũ vậy? Xấu hay sao? Uống rượu quá trời, uống rượu. Hả? Uống rượu. Chồng cũ uống rượu rồi hả? Dạ. Rồi chồng chồng này chồng mới rồi có uống rượu không? Không có uống. Hả? Không có uống. Không có uống nha. À. Là chồng cũ thì uống rượu, rồi chồng mới là không có uống rượu. Không. Rồi chị bỏ chồng cũ. Chị lấy chồng mới. Lấy chồng mới. Rồi chồng mới này sao mà chị thương nhiều quá vậy? Sao thương kể coi. Quen thì thương đau lắm hết. Hả? Quen ăn cũng nhiều vậy đó. Quen thì thương nhiều ha. Dạ. Rồi bình thường anh với chị đi làm công việc gì để mà kiếm sống? Nhìn trai thì ảnh đi nhờ bán. Bán cái gì? Nó trốn. Anh đi bán giấy số. Dạ. Chị đi lụm ve chai. Dạ. Rồi vợ đi một đường, chồng đi một đường hay sao? Dạ, một đường. Người đi một đường hay là đi chung? Đi riêng mà. Đi riêng hay đi chung? Đi riêng. Anh đi riêng hay đi chung anh? Đi chung nha. Trời, dám giấu ha. Chị giấu luôn trời. Chị là năm nay là 60 rồi. Dạ, mới rồi. Mà có chồng là mới ba mấy à? Ừ. Rồi đi ra đường rồi người ta nói làm sao? Nói đi cho nó con hả? Nói chị em không chị em đâu. Ừ. Nhưng cái nó có chồng mới cho chị em đâu. Nó chửi ông luôn bộ. Chửi luôn á. Chửi sao đâu, chị kể em nghe coi. Nè cái đó nha, chồng cho mà nó ngu nhiều quá à. Nó chủ luôn, chủ đạo luôn á. Ừ. Là người ta nói là con chị hả? Ừ con. Còn nó hả con đâu? Ừ. Chồng con đâu? Chồng chủ luôn á. Rồi con chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Hả? Con chị năm nay con nhiêu tuổi? Rồi. Mà được nhiêu tuổi rồi? Không biết hả? Lớn chưa, bằng ảnh chưa? Nhỏ chứ à. Có bằng ảnh đâu? Cỡ bằng ảnh không? Bằng ảnh ha. Ừ. Rồi. Rồi con chị có vợ chưa? Hả? Con chị có vợ chưa? Rồi. Chết hả? Chết hả? Chàng ơi, tội nghiệp ha. Ừ. Sao mà mất vậy chị? Nó bệnh chị hả? Hồi cái lúc mà người ta nói ông này nè là con của chị đó, rồi chị buồn hay sao mà chị cự lộn với người ta? Không có đâu. Sao cự? Lý do sao chị cự hả? Người ta nói con là chị, sao mà chị cự lộn với người ta? Mẹ con hả? Không có phải con đâu, chồng ta đó con đâu. Mấy người nói lận là... nó có trơn đó, dài cái nhiều trơn. Người dài ai nói chứ. Dạ. Nói con không à? Con không à. Rồi chị nói chồng người ta tin không? Hả? Tin không? Người ta tin không? Có. Có người tin, có người không hả? Ừ. Ngày già nó cái đấy. Hai đứa con dẫn đi kinh đó hả? Nó có đâu. Chồng ta đó kinh đó gì trời. Vô duyên. Là nói hai mẹ con dẫn nhau đi sinh. Ừ. À cái chị nó không có đâu. Không có đâu. Chồng người ta đó ha. Chồng đó chứ. Dạ. Rồi chồng này đẹp trai hơn chồng trước không? Đẹp trai. Đẹp trai hơn chồng trước hả? Đẹp trai lắm. Nó chậu dối hài à. Về nó đánh lộn nữa. Đánh lộn? Ờ, nó quậy rồi. Rồi bỏ ra chứ. Nó có bỏ, nó bỏ ra chứ. Chịu đâu. Rồi quậy quá. Rồi chị có chồng này nè. Rồi từ khi về nhà với ảnh đó. Rồi ảnh cưng chị không? Cưng. Anh làm gì đâu, kể nghe coi. Anh làm gì đâu? Nói gì? Hả? Kể gì? Kể thường thường anh làm gì, anh cưng chị đó, anh làm gì đâu, kể nghe coi. Chắc tối ông làm gì? Hả?
Tối ông làm gì? Không có làm gì đâu. Có không? Có không? Không. Nói đi. Hả? Kể nghe coi ông làm gì, thường thường ông làm gì mà nói ông cưng? Gì? Thường thường ông làm gì mà nói ông cưng? Có làm gì đâu. Có hung không? Ông thường thường ông có gình ông hung lén không? Không. Có không? Không. Có không anh? Có gình gình hung vợ không? Không. Không hung hả? Không. Rồi làm gì mà vợ nói anh cưng vợ anh? Thường thường anh làm gì cho vợ? Không làm gì. Có giặt đồ cho vợ không? Không. Có nấu cơm cho vợ không? Không. Ai nấu cơm? Ai là người nấu cơm? Mẹ nấu cho ai nấu? Mẹ chồng nấu cơm cho con dâu luôn hả? Chị? Hả? Mẹ chồng chị nấu cơm cho chị luôn. Rồi giặt đồ? Giặt đồ nấu luôn. Ai? Ai giặt? Đây, giặt. Chị giặt ha. Ừ. À giặt đồ thì biết ha. Rồi sao không nấu cơm mà bắt mẹ chồng nấu? Nấu cơm được qua làm miếng đấu. Con dâu mà làm biếng như chàng. Chàng ơi thánh thần ơi. Nói gì luôn hả? Chàng ơi. Rồi bà già chồng nấu, tội nghiệp bà già chồng. Bà già chồng chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Không biết. Bà già chồng nhiêu? Thường thường chị đi với bà già chồng á ra người ta nói làm sao? Không có đi bà chồng với bà chồng đó. Hả? Không có đi chung đâu. Không có đi chung hả? Không. Rồi ở xóm người ta nói làm sao? Nói nhóc bà chồng á. Nói làm sao kể nghe coi. Nói chi? Kể nghe đi, kể cho em chứ không giả nghe. Dạ nổi, đi thôi con hả? Hỏi sao chị, hỏi sao? Dạ hỏi hai con hả? Không nói không có. Chồng với bà già chồng kia. Hả? Bà già chồng kia. Không có chung. Rồi ở xóm người ta lại người ta nói như sao? Nói gì đâu. Anh, mẹ ruột anh nhiêu tuổi rồi? Không phải à. Sáu mấy hả? Rồi vợ anh là nhiêu? Sáu mấy luôn. Sáu mấy luôn? Đu, bằng nhau luôn hả? Rồi anh cưới vợ về nè. Rồi anh làm gì mà vợ anh nói anh thương anh? Ủa anh thương vợ anh nhiều? Anh thường thường làm gì cho vợ, có đấm lưng cho vợ không? Có. Có hả? Có đấm lưng hả? Chàng ơi đấm lưng, bởi vì bả cưng ông bà bỏ ông chồng cũ phải rồi. Ông chồng cũ chị có đấm lưng cho chị không? Không, nhậu tới hại anh lợi. Hả? Nhậu tới hại à, vậy đánh chuyện. Ừ. Anh nhậu hoài, bực bội. Nhậu hoài bực bội ha. Ừ, rồi từ lúc về nhà bà và chồng mới nè. Rồi chồng này có quánh chị không? Không. Không có quánh nha. Không có đánh. Sao ổng nói đấm lưng cho chị kìa? Ờ đấm lưng đâu mà. Đâu có đánh đâu. Đấm lưng không hả? Còn giỡn chơi mà, không có đánh đâu mà. Giỡn hả? Giỡn sao đâu, kể nghe bữa đó giỡn sao đâu. Hả? Bữa đó giỡn sao, kể nghe coi. Bữa giỡn sao? Chị làm gì, chị đang làm gì mà ổng giỡn? Giỡn gì? Bữa đó chị đang làm gì mà ổng giỡn với chị? Chơi vậy đó hả? Chơi gì? Chơi gì kể em với quý vị khán giả nghe coi. Chơi trò gì? Có gì đâu. Chơi nhắm mắt hay gì? Chơi bắt trốn phải không? Có chơi bắt trốn không? Có chơi đếm 5-10 không anh? Vậy chứ chơi gì? Sao bả nói kìa, bả nói vợ anh nói chơi kìa. Giỡn sao đâu, bình thường anh giỡn vợ anh giỡn sao? Hù hay gì, núp vô hù hay gì? kể nghe coi vui là thường thường là anh trốn vô cái mền cái anh hù bả hay gì? Ừ. Có không? Sao bả nói kìa, bả nói có kìa. Có hả? Có. Hù sao chị? Hả? Ổng hù sao? Ổng hù sao vậy đó? Đâu chị kể rồi, ổng không chịu kể, ổng giấu rồi, chị kể rồi, kể coi. Nhìn nhẫn nè, chụm mền. Chụm mền lại hả? Chụm mền nha. Rồi chị đang đi đâu? Rồi lúc đó chị ở đâu? Đó là mình giỡn, chụm mền cho giỡn. Nói là giỡn, nó hủ à. Ờ, bữa đó là giận chị ha. Ừ. Mà chị làm gì mà ảnh giận? Ừ, mà giận. Ảnh ghen hay gì? Hả? Ảnh ghen với ông khác hay gì? Chị nói chuyện với ông khác hay gì? Không có. Vậy sao ảnh giận? Anh thương vợ nhiều không? Thiệt không? Mà lớn tuổi bằng mẹ rồi sao? Không có gì đâu. Không có gì hết trơn hả? Mà
thương vợ rồi, bình thường anh có mua bông tặng vợ không? Đi dọc đường bán vé số đó có bẻ bông tặng vợ không? Hả? Sao không tặng bông trời? Không tặng bông luôn hả? Có tặng quà hồi đó giờ từ cưới tới giờ có tặng quà gì không? Không. Chị thấy thương mẹ chồng không? Thương. Rồi bình thường chị làm được cái gì tiếp cho mẹ chồng? Không có làm gì. Không có làm gì chứ. Không làm gì chứ hả? Mẹ chồng không cho làm gì chứ hả? Không, mẹ chồng không có làm nước làm gì đâu. Phải làm. Hả? Không có làm luôn. Rồi quét nhà sao? Ai quét? Mẹ chồng quét. Mẹ chồng quét luôn? Dạ. Ủa con ta rồi ngủ vậy ai cuốn mùng? Nè ảnh cuốn luôn. Chồng cuốn? Dạ. Quét nhà thì bà và chồng quét? Dạ. Nấu cơm thì bà và chồng nấu? Nấu luôn. Rồi chị làm gì? Không có làm gì chứ á. Quậy rồi quay uống. Quậy uống. Thì nó đem lên đem một bình nước ra. Nó một bình nước rồi bán. Ờ. Là chồng rồi mỗi lần hôn nhau rồi sao? Có hôn đâu. Có sao không? Không. Vợ chồng không lẽ không hôn không, nhau? Không, hai chồng. Có không? Nó có cha hai chồng không? Có không? Rồi ngủ có ôm không? Có ôm không? Có. Có không? Bởi vì có. Cay đi. Muốn có chị, con không? À. Anh, thường thường tối ngủ là bả ôm anh hay anh ôm bả? À, bả ôm trước không? Ôm cứ ngắt luôn hay gì? Ôm bả sao ma hay gì? Không biết. Sao kỳ vậy ta? Ôm cứng gì vậy? Bả ôm anh vậy anh có mệt không? Vô nha. Chô ga rồi bà chịu ga không? Nhiều. Chịu rồi, rồi chút nữa bà có gình gình bà ôm lại không? À. Không. thì bình thường là anh với chị lội bộ đi bán vé số với lụm dây chai như vậy là chừng nào mới về? 11 giờ gì à? 11 giờ. 11 giờ trưa mới lội về ha? Dạ. Là một ngày bán như vậy là lời được bao nhiêu tiền? 50 ngàn. 50 ngàn. Rồi có đem về đủ không hay là mất? Ủa bữa đủ bữa thiếu. Rồi tiền đó ai giữ? Tiền lại đó ai giữ? Đó là mẹ nữa. Đưa cho mẹ giữ ha. Ừ. Chàng ơi chàng con dâu gì mà được bà già chồng cưng dữ vậy chàng? Là hồi từ lúc cưới tới giờ về là bà già chồng thì quét nhà. Yeah. À, chồng thì cuốn mùng shipment. Còn vợ thì quậy khuê uống. Kèo này ngộ ta, con dâu này ngộ ta. Rồi nấu cơm sao chị không nấu? Nấu mà chồng tôi nấu. Có không? Có, nấu mà chồng tôi nấu. Sao vậy? Biết. Rồi sao chị không nấu luôn? Mà chồng tôi nấu. Chị biết nấu không? Biết. Rồi sao chị không nấu? Nó mẹ chồng nấu mà bả ông mà chồng cho nấu. À mẹ chồng cho nấu ha. Dạ con xin gửi lời chào cô ạ. Dạ thưa cô, cô cho con hỏi thăm nè, mấy anh em con nhận được cuộc gọi á, cũng như là cái sự báo thông báo á, là về hoàn cảnh của cô đang gặp rất là nhiều khó khăn, cần được giúp đỡ á. À, cô có thể cho mấy anh em con cùng với quý khán giả biết được là cô đang gặp khó khăn gì không ạ? Dạ thì hoàn cảnh là nghèo gì đó rồi nuôi một cặp này nè. Đó, nó tinh tinh tỉnh tỉnh vậy đó. Rồi gia đình thì thằng con thì nó cũng bệnh nữa. Có anh Út Mận à. Có một mình anh cô Mận nuôi hai vợ chồng bên này. Rồi là nuôi ba đứa đó. Là bên này là con ruột hay sao cô? Bên này thằng con trai ruột với con dâu. Như vậy đi cô có thể dẫn con vào thăm hai vợ chồng người anh này sao? Như thế nào không cô? Rồi coi chưa mời chú. Dạ. Vô đi cô. Ủa? Sao cái này cô nói là con dâu cô hả? Con dâu. Cô cho mấy anh em con xin phép gắn cái này lên cái nha. Rồi. Dạ dạ. Cô. Cô cho con hỏi thăm nè, cô nói cái người phụ nữ này là con dâu cô hả? Con dâu ạ. Sao con nhìn thấy cũng muốn giống như là cái tuổi cũng hơi cứng bằng cô luôn vậy? Nó cũng cũng biết nó cũng như chắc cũng gần 60 gì rồi đó ạ. Gần 60 rồi. Rồi cái này là con trai ruột cô hả? Đang trai ruột. Con trai ruột cô là năm nay bao nhiêu? Cũng cỡ ba ngoài tuổi vậy thôi à. Mới ba ngoài thôi. Cỡ 35 tuổi trở lại. Rồi Út rồi cho con hỏi rồi Út năm nay bao nhiêu tuổi? Út 60 rồi. Ủa bằng luôn.
bằng với con dâu luôn. Chàng ơi chàng, cái này câu chuyện này nó hơi khá là lạ ha Út ha. À rồi. Có nghĩa là con dâu sao mà lớn tuổi như vậy cô Út? Vậy chứ con dâu lớn tuổi gì chứ, rồi là mình gặp tình cờ đi gặp nó vậy đó. Rồi là hỏi con muốn có chồng không, nó muốn. Rồi hỏi hoàn cảnh của cổ vậy đó thì còn bây giờ như vậy đứa ơi. Út Út lấy cái ghế á. Út lấy cái ghế Út ngồi kế đi cho khỏe ha. Ngồi kế ngồi ở sau đó đó. Dạ. Út cho con hỏi thăm nè. Khi mà cô Út có người con dâu nè mà khá là lớn tuổi đó. Rồi cái này là Út cưới hay là con trai của Út dẫn con dâu về? Cưới đàng hoàng. Là câu chuyện như thế nào Út có thể kể cho con cùng với quý vị khán giả gần xa được biết không Út? Cũng như là đi bán vé số á. Đi á cũng như là mỗi ngày gặp lần. Đi 3 ngày gặp 3 lần. Đó rồi á thấy gì nè. Rồi con mình á thì nó cũng mà bị vợ bỏ đâu có được bình thường đâu. Rồi cái Út mới hỏi có chồng không? Muốn. Thì dẫn cho hai đứa gặp mặt. Gặp mặt rồi á thì cũng đi tới rồi hỏi người mẹ gả luôn. Rồi người mẹ đồng ý gả luôn ha. Gả luôn. Đó. Rồi gả, gả là chỉ có 2 triệu thôi nha, chứ không có nhiều. Út cũng không có tiền nữa. Lúc đó đi bán vé số mà lo vậy đó. Nhưng mà Út cho con hỏi thăm nè, khi mà Út rước cô con dâu này về đó, rồi khi mà Út đi cùng đó, rồi đi chợ rồi đó, rồi bà con hàng xóm nói gì không? Thì người ta nói con dâu và dạ ơn bà và chồng vậy thôi, kệ mình cho con mình nó được hạnh phúc thôi, chứ không cần cho con mình nó tỉnh táo đầu óc lại. Không mà từ lúc mà hai đứa nào cũng tưng tưng hết rồi thành vợ chồng thì nó cũng tưng mà nó đỡ. Dạ. Đỡ. Nhưng mà có cái điều đặc biệt ở đây nè, cô con dâu này là Út dẫn về. Ừ. Nhưng mà anh con của cô Út á là còn quá trẻ đi, mới ba mấy à. Rồi chịu luôn hả dì cô? Chịu. Cũng chịu. Chịu luôn hả anh? Cái lúc mới gặp lần đầu tiên là yêu liền luôn hả dì? Anh nói lớn lên đi, anh có làm sao nói gì đi. Nói đi. Hồi lúc mà mẹ anh vừa dẫn con dâu về đó là anh nhìn thấy là anh chịu luôn hả? Chịu luôn. Chàng ơi. Rồi anh thương cô gái này ở điểm nào? Thương đại vậy đó. Thương đại vậy đó hả? Nghe nói thấy đứt ruột không? Chàng ơi, anh năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Ba mấy rồi. Mới ba mấy à? Chị ơi, chị tên gì? Linh Mai đó. Chị Linh nha. Dạ. Tên Mai, thường gọi tên Mai. Bây giờ mình kêu là tên Mai hay tên Linh? Mai đi, Mai đi. Tên Mai đi ha. Mai ơi, chị Mai cho em hỏi thăm nè, năm nay là chị Mai bao nhiêu tuổi rồi? 60 nói. 60. Nói là ngọng. 60 ha. Dạ. Rồi chị Mai cho em hỏi thăm nè, sao mà tự nhiên mẹ chồng á dẫn mình về rồi mình chịu ông chồng này luôn vậy? Đi học hai lần rồi. Gặp bà và chồng hai lần rồi. Dạ. Nhưng mà chưa gặp chồng rồi sao? Chưa học chồng biết nhẫn rồi. Hả? Chưa biết nè. Chưa biết rồi sao chịu? Chịu lại đó. Chịu lại luôn hả? Dạ. Nhưng mà bây giờ có thương chồng không? Thương. Thương hả? Chị cho em hỏi thăm nè, sao mà tự nhiên bà và chồng dẫn về gặp lần đầu tiên cái chịu luôn vậy? Thấy ổng sao? Cái gì đó. Hả? Thấy gì đó. Thấy gì đó là sao? Nó chịu luôn à. Hả? Hai lần rồi học. Tại nhân nó như hai lần. Mà ổng đẹp trai không? Hả? Ổng đẹp trai không? Không biết, trời ơi, nhìn không biết. Trai tài, gái sắc. Quá chú cười quá trời. Cô dạ. Cho con hỏi thăm nè. Nói. Là ngày thường á là hai vợ chồng của chị Mai nè, là con dâu của Cốt á, là mưu sinh á bằng cái cuộc sống như thế nào? Cốt làm gì để mà kiếm sống? Nó có biết mần gì đâu. Chồng đi bán có 40 tờ số rồi á, đi theo lụm mũ. Lụm được nhiều ở đâu á thì gom gửi cô bác ở đó. Ừ. Rồi nhiều cái rồi bán bỏ tiền túi, không biết làm gì. Bỏ tiền vô túi. Bỏ tiền vô túi để dành. Rồi để dành đã đời rồi mất tiêu. Rồi một ngày là hai vợ chồng đi nhặt ve chai với đi bán vé số là được bao nhiêu tiền cô? Ve chai thì đâu có tính, nó đâu có đem đồng nào về về trong gia đình đâu.
Rồi cũng như là nó bán được 40 tờ số, bây giờ với số tờ lời 1.000. Dạ. 40 tờ lời 40.000. Một bữa đi bán về á, cả tuần nay á nghe, chứ lúc trước thì không có. Ta thiếu 20 mẹ ơi. Đấy, qua bữa sau ta thiếu 10.000 mẹ ơi. Vậy đó. Mẹ ơi, 40 tờ là lời có 40.000 à. Đúng rồi. Mà người ta thiếu 2 tờ. 2 tờ. Mà rồi... thiếu không có thấy trả. Không thấy trả đâu mất tiêu à. Rồi một ngày hai vợ chồng kiếm được có 20.000 rồi sao đủ sống cô? Thì mới nói là Út nuôi. À. Đau ốm bệnh hoạn ăn uống cái gì Út cũng lo hết. Đặng chà... cho con nó vui vậy thôi. Đó. Cũng như á chứ để chẳng hơn á. Con nhỏ này thì nó cũng điên loạn, nó không biết gì. Thằng này cũng điên loạn không biết gì. Mà giờ kệ cho hai đứa thành vợ chồng, mà mình thì mình gánh nặng nè. Ừ. Mình thương con cho nó hạnh phúc với nhau. Mà bây giờ á, trời ơi, nó ăn rồi á, đi bán thì thôi về á, giỡn chạy vòng 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 vòng, bẹp 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 bẹp. Tổng gạo không biết lạc, không biết mần gì hết á. Rồi ngày thường như vậy rồi sao Út lo nổi? Thì Út đi bán cái số à, cũng như là buổi sáng bán từ sáng cỡ chừng 8-9 giờ về thì đẩy cái tủ ra cho cái thằng Út đó nó bán tiếp, rồi mình vô mình nấu cơm đồ xong rồi là 1 giờ mưa gió gì cũng còn với số ôm đi bán, là tới 3 giờ rưỡi chiều là hết với số, ngày này sang ngày nọ. Nhưng mà con trai Út sao không đi làm mà bán với số? Út này hả, nó bị bệnh còn nhiều nữa, nó bị lúc đó bị tâm thần nha. Út đi hả, trời nuôi nó hả, hết bệnh viện này tới nhà thương kia vậy đó, nuôi nó rồi á, cái tới cuối cùng nha, ngồi một chỗ luôn 2 tháng, cái đi bệnh viện nữa, đi bệnh viện cái chị cái đầu bớt cái đó, cái dây qua cái hồi nào giờ đâu có tiểu đường, cái dây qua bị bệnh tiểu đường. Rồi còn cái bệnh mà kêu bằng điên loạn đó thì đi ở trên ung môn ta chị rồi á, là thuốc á nó chuyển về chỗ chăm xá với phường mình á. Yeah. mỗi tháng lãnh lần nhưng có mà sổ. Còn chú Út đâu cô? Chết rồi, chú Út chết mất rồi nha. Tới tháng 10 tới nè, là 3 năm là mình nên cô Út phải lo cho hai vợ chồng con trai này. À. Rồi lo thêm cho người con trai Út bị mắc bệnh nữa. Đúng rồi. Chàng ơi. Thấy nó ăn vậy đó, tối là còn phải 2 bịch sữa đặng uống thuốc nữa. 2 bịch sữa hết 14 mà ngàn mẹ rồi. Trong khi đó là Út đã ngoài 60 rồi. Đúng rồi. Rồi sao Út lội đi bán với số nổi Út? Trời ơi, thì lúc nào mệt đó, thì ngồi theo bờ lề chỗ nào mát mình ngồi nghỉ rồi thì mình đi nữa. Vậy đó, đi vòng vòng cũng như đây á, mình đi cỡ khoảng chừng 3-4 cái số à, vòng vòng cô bác bên sông bên nay vậy đó, ngày này sang ngày nọ vậy đó. Con của Út á, là trông nhờ vào cái sự lo lắng của Út. Đúng rồi. Nếu mà bữa nào Út giống như là ốm đau rồi không đi bán được rồi sao Út? Đâu có, đau á, cái mình đi bán gần chút về nằm. Vẫn nằm, đi luôn. Đi, không có thời gian nghỉ đâu à. Nói gì tới bệnh là khổ, bệnh là nằm dây bắt biết đó, rồi á thì gắn mà bò mà đi đó, tại vì con cái nó đâu có đi bán được đâu. Yeah. Còn mà mưa bão tố á thì cho con nó ở nhà, mình lên mình ôm hết cái số đi bán. Chàng ơi, tôi nghe vậy chứ bây giờ con mình nó vậy rồi mưa gió nó bán rồi vậy, số nó đâu biết giữ, mua ướt hết đó, rồi đâu có tiền đâu mà dơ cho ông địa lý. Mình là mẹ ôm hết những mưa bão rồi trời nắng lại con mới đi bán, khổ thân hơn. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà Út ốm đau đó sao Út không dám nghỉ một ngày cho nó khỏe? Út nghỉ một ngày ai đi bán với số, với số này là không có trả được, không trả được. Dạ. Đến đổi ha, cái lúc mà con Út bệnh mà nằm nhà thương á thì là mới không được bán với số thôi, là năn nỉ để cái số của với số của mình á, cô bác nào bán tiếp, cũng như ông địa lý á, ông gửi người này người kia bán cho mình trong vòng bao nhiêu ngày đó, rồi á con mình mạnh khỏe lúc nằm nhà thương á. Dạ. Rồi về là giấy số đó mình phải lấy bán. Khổ thân không à, một người mẹ năm nay đã ngoài 60 rồi mà còn phải cố gắng mưu sinh, lặn lội mưu sinh hàng ngày để lo cho các con của mình. Thưa quý khán giả,
Nhà hàng ơi, Út cho con hỏi thăm nè. Khi mà Út gặp người con dâu này nè Út, rồi Út thấy cũng như là lớn tuổi đó Út, nhưng mà vì sao Út lại giống như là thương đến nỗi mà dẫn về để mà gả cho con trai mình Út? Tại thấy cái hoàn cảnh cổ kể là cổ có một người chồng. Yeah. Người chồng là cũng như kiểu hồi đó nó đi ruộng rồi á, rồi dụ nó ở có con, rồi ở bên mẹ bắt phải cưới, mới cưới về á. Là cũng như là con dâu này nó kể nha, cũng như lúc mình cưới là mình cũng không có biết hoàn cảnh nhiều vậy. Rồi về rồi từ từ con dâu á, nó mới tỉnh táo, nó mới kể hoàn cảnh của nó. Yeah. Nó kể là mới có con, rồi chồng mới bỏ, mới ẵm con về bên mẹ. Bên mẹ không có ngó tới đứa con, tại vì người mẹ cũng đang sanh một đứa con nữa. Chàng ơi. Rồi á, cái cô này nè, ẵm đi đầu non gốc núi đi xin ăn. Rồi đến một cái ngày đó con bệnh chết. Chết đi á, rồi á, con nhỏ này á, nó mới điên loạn nhiều nữa. Yeah. Mà cái lúc nó gặp mình á, quần á thì ống cao ống thấp. Gặp lần đầu tiên á, mình mới hỏi, nó hỏi mình trước nhá. Gặp cái nổi gì đi bán vé số hả? Cái mình nói ừ, rồi mình cũng bỏ qua thấy quần do áo giận. Lúc đó chưa tỉnh không đâu. Cái mình mới thấy vậy cái thôi. Cái qua bữa sau cũng đúng cái giờ đó gặp nữa. Giống như là mình có duyên ha Út ha. Không rồi chính xác. Qua ngày sau cũng cái giờ đó gặp nữa, cũng dạ. Quần do áo giận. Cầm cái bịch bịch tương hột. Cái hỏi con mua tương hột về ăn hả? Dạ. Mà lúc đó đó là ăn mình ơn nghe, chứ không không có ai mà nấu nướng cho ăn đâu, làm ơn á. Tội nghiệp chứ. Mẹ là không ngó tới. Yeah. Bỏ tự mưu sinh, đi xin có nhiều có ít đồ đó, là nhiều quá thì bà lấy, còn ít thì đủ ăn, còn không có bà bỏ đói. Ừ. Đi xin ăn đó. Rồi cái tới chừng mới gặp lần thứ ba mới nói là chồng bỏ con chết. Út nghẹn ngào nó làm sao đâu á. Yeah. Út rơi nước mắt luôn. Rồi á, thằng con mình á thì vợ bỏ thùng điên, mà nó cũng chưa có được tỉnh nữa đó. Rồi cái mới hỏi gì chứ, hỏi con dâu con muốn có chồng không, con muốn cái hồ để rồi gì cho hai đứa gặp mặt. Cái về mới nói thằng con á mà chịu. Yeah. Thôi mày chịu thì mày đi tới nhà nhỏ này, cũng biết nhà nó rồi, nó dẫn vô nhà. Rồi gặp lần thứ ba dẫn vô nhà, hỏi bà mẹ luôn nha, hỏi bây giờ con vậy đó chị gả không. Bà nói bà gả mà mẹ buộc. Chắc lớn tuổi lắm hả cô? Không, mẹ là... cũng lớn không cỡ... năm nay cũng cỡ 80 cỡ... không cỡ chừng 70 tuổi à, người mẹ cỡ chừng 70 tuổi à. 70, nhưng mà sao cô gái này, người phụ nữ này nói là 60 tuổi rồi. Thì tại nói chung là nó còn không biết tuổi nó nhiêu. Út cũng biết luôn. Khoảng 18, 19 tuổi của con rồi. Đúng rồi. Coi như là mẹ của người phụ nữ này là chắc khoảng 78 tuổi. Chắc cũng cỡ đó à. Bây giờ là bà cũng nặng chỗ. Dạ. Bà đi có người kè. Cũng như bà bị bệnh tai biến, có người kè. Coi như là khi mà cô Út lại nhà nói một tiếng một là cái cô kia chịu liền. Chịu, người chỉ xui đó chịu liền. Dạ. Nó nói gả, cái hỏi trước rồi mới về cho thằng con hay. Hỏi chịu gả không vậy, cái chịu, cái mới về mới nói với thằng con. Nó hồ có thằng nhỏ vậy đó, coi con xuống dưới coi con chịu không. Chịu thì mẹ hỏi mời chị ở dưới cưới nó cho con. Đi xuống đây gặp. Ừ. Nội trong ngày đó luôn nha, vậy nói là nội trong ngày đó là lội xuống tới nơi luôn. Gặp nhỏ này là lội, anh nghe nói là anh lội liền luôn. Lội liền chàng ơi, lội tới nơi sao luôn. Sao mình nói có vợ dữ vậy anh? Vậy mới nói. Rồi mới gặp nha, gặp rồi là Út mới nói thôi giờ gặp rồi thì đó hai đứa thương vậy đó, rồi chị gả. Rồi hỏi bà có đòi nhiêu, bà nói bà đòi 2 triệu. Rồi cái mình mới nói thôi bây giờ lấy 1 triệu thôi, còn 1 triệu mua đôi bông cho con dâu. Dạ đúng rồi. Không chịu. Giờ hết 2 triệu con dâu không có đôi bông. Trời ơi, có nghĩa là người ta cần tiền hơn hết nha. Đúng rồi, cần chứ tiền. Không có cần con. Cái nói thôi chị lấy 1 triệu thôi, còn 1 triệu mua đôi bông cho dâu. Ôi tôi lấy 2 triệu, còn chị muốn cho đôi bông nữa thì chị mua, còn không cho thôi tôi lấy 2 triệu cho họ. Trời ơi, là Út có làm đám cưới rồi luôn không? Có.
cũng như bữa đó cũng như mình làm đám cưới là cũng như ở dưới rồi mình đi mâm bàn đồ xuống là đãi chừng 10 người ở trên này mình xuống nha. Dạ. Bưng là 4 mâm nha. Quần áo nè. Rồi bánh trà chứ không có chầu cao, tại vì chầu cao không ai ăn. Bánh trà rồi mâm rượu nè. Đó. À cũng làm đám cưới đồ đàng hoàng luôn. Rồi ở dưới mần cái trên đây xuống. Xuống rồi cái mời cho hồi nãy ở dưới rồi cái chiều xong hai đứa nắm tay về. Nắm tay về trên này. Dạ. Yeah. Là lâu chưa cố? Tính ra đâu cũng là 4 năm rồi. 4 năm trời rồi. 4 năm rồi, bây giờ là 4 năm rồi. Dạ. Yeah. 4 năm. Chị Mai ơi. Yeah. Chị cho em hỏi thăm nè. Chị khi mà đi với mẹ chồng á, đi ra chợ á, rồi người ta nói gì không? Nó nói chạy nè. Hả? Nó nói nó không có đi chợ, đi chỉ xuống dưới hướng nhà. Có đi chung không? Có đi chung với mẹ chồng không? Không. Chưa hả? Chưa. 4 năm mà không lẽ không đi chung với mẹ chồng đi đâu sao? Không có đi đâu chứ. Nhưng gì nữa rồi về, ví dụ ở xóm nè, người ta thì biết thì thôi, còn không biết rồi đi với con dâu, có khi nào người ta nói thì... Có. Con dâu, có. Cái có cái đợt đó đi mà ba người thì người ta nói là ba chị em nó đi với nhau mà nói nhỏ này là chị út là em rồi đây là em nữa đi ba người tại vì thật sự là rất là bất ngờ luôn. Đúng khi rồi. Mà hồi nãy út chỉ ở đây là con dâu út đó, dâu là mấy anh em con giật mình luôn, tại vì út trẻ hơn nhiều. Và cái út mới nói gì nè, ba mẹ con, cái ta nói chúa ơi là người ta nói con dâu út là chị của út. Đúng rồi chị. Còn út là chị của con trai. Đúng rồi. Chèn hơi. Anh anh có vợ lớn tuổi hơn vậy đó, rồi vợ anh có cưng anh không? Ai biết đâu. Vợ anh nấu cơm cho anh ăn không? Không nấu luôn hả? Rồi anh nấu hay sao? Anh nấu cho vợ ăn hả? Chàng ơi cưng vợ dữ vậy. Chị Mai, khi mà chị Mai á, lớn tuổi như vậy đó, rồi có chồng trẻ tuổi gì nè, rồi có cưng ổng không? Cười à, vậy rồi cười. Tối có đấm lưng cho ổng không? Không. Sao không đấm lưng cho ổng vậy chàng? Có đấm lưng không? Thiệt không, đi. Không có đấm lưng. Ổng đi lại bộ một ngày bán vé số thấy cũng nhức giò nhức tay chứ. Không có kêu đâu. Chồng không. Trời có ơi, đợi kêu mới biết. Tới người ta tự đấm lưng nhà ổng liền là ổng thương liền vậy. Trời ơi, út mới nói gì nè. Đi quá trời đi rồi, út cũng định thôi thôi bây giờ á, ở nhà buổi sáng á thì bán đi rồi còn như buổi chiều á mình chia ra chút ít rồi đi bán thôi, chứ sáng đi quá trời đi. Đi có bữa 4 giờ chiều mới về. Hai vợ chồng này hả cô? Ừ, 4 giờ chiều. Mà có bán được không cô? Đi về thì hết vé số mà tiền thì ít sỉnh mà. Tiền lời thì không có thấy. Tiền vốn còn là cũng mừng rồi chàng. Đâu có, đợt đó đi về sớm lắm. Sáng đi đâu cỡ chừng 9 giờ trở về. Thì bữa đó 50 tờ số mà mất hết đâu 12 tờ. Qua bữa sau nữa nó lấy cho mày 15 tờ nữa, hai bữa. Trời ơi, tôi khóc không. Không có tiền mà dơ cho ông địa lý nữa. Cái lời thì mua cơm, mua gạo, cà phê, nước, đá rồi đủ thứ tiền hết trơn, chi hết rồi. Không có tiền dơ ổng. Cái năn nỉ ổng nha, ổng chửi nó. Ổng chửi nó chứ không phải mà ấy đâu, rồi góp ngày 20, 20, 20. Ổng chửi nó. Lỡ mất rồi mà ông chửi đó, ông nói bây giờ mận gì không biết rồi, giấy số rồi thì mình lấy lời mình ăn. Cái vốn phải trả đủ cho người ta. Chiều thì ta xuống người ta lấy cái vốn, ta dơ giấy số khác đó. Mà sự thật là thiệt, năn nỉ là góp mỗi ngày chữ đó. Con thấy chứ không phải mà vừa đâu. Con thấy cuộc sống của cô út như vậy á, con nghĩ chắc không có dư giả gì đâu, có nhiều chắc hết nhiều quá. Ngày nào là ăn hết ngày đó. Út còn còn mà tính làm gì nữa nè, bây giờ nó không có dư mà bây giờ mình ráng nhín ăn nữa. Coi á, cái bà nào mà bà thương mình á, mỗi ngày á bà cho góp nghe, cũng như bà thấy mình đàng hoàng bà mới cho góp. Ngày mình góp chừng 20, 20, 20 vậy đó,
một tháng gì bằng bao nhiêu tiền thì nó ra nhiêu vậy đó, rồi bà ăn lợi nhiêu ăn, rồi còn nhiêu rằng mình lấy cái số tiền lại, mình lấy cũng như bây giờ giả tỷ thì mình góp một tháng ra được 600.000 đi, bà ăn 100.000 lời thì mình còn 500 đó, mình đóng điện nè, đó đóng điện rồi tiền ga nữa, rồi bây giờ không có tiền ga, út bữa củi út chùm không có tiền đó, không có dạ, tiền. Dạ út ơi cho con hỏi á, thì theo mà út mà có dâu mà lớn tuổi bằng tuổi của út vậy đó, rồi thí dụ mà lần đầu về á út gặp rồi kêu á xưng hô có hơi ngại không út? Không, nó cũng kêu mẹ à, cũng kêu mẹ bình thường thôi. Dạ. Mình thì cùng mình nghĩ vậy thôi, mình không có ấy. Nó nào ngay mà rồi về tóc nó út còn hớt nữa nè, đó út còn sửa sạn cho nó nữa. Yeah. Quần áo bận cà sọc cà sệt cô bác cho không à, rồi cái thời gian là út phải trời ơi. Cắt mai lại vậy là út là vừa là mẹ chồng mà vừa làm cha luôn, vừa là mẹ vừa làm cha, phải lo hết cho lo chứ lo từ miếng ăn từ cái quần áo, cái này kêu làm sao bằng tuổi út giờ kêu làm sao, kêu bằng gì chứ chị hay sao kêu bằng nó kêu chị bằng Mai nha. Ở chị Mai đi kể đi, tại tại lớn xác vậy thôi mà. Chị Mai ơi cho em hỏi á, chị đi với chồng mà ngoài đường á người ta có nói là đi với bạn hay là em này kia không chị Mai? Cái lúc nói hai mẹ con hả? Trời ơi nè con nè có đâu chồng á em Trinh. Trời ơi là sao chị Mai, nói lại cho chị Mai. Cha hỏi hai mẹ con phải không, nói em có rồi, chồng chị... á chồng hả? Tôi ngọng nó thấy không? Rồi rồi người ta có nói là chồng sao trẻ dữ không? Đó có, trẻ đó. Chèn như như gì nè, cho em hỏi nè, ví dụ mà người ta nói mà chồng chị trẻ quá, rồi chị có vui không? Không, 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 nói trong lòng á, thí dụ có vui không? Có, vui. Vui nha, trời ơi. Cho em hỏi á, lần đầu tiên á, mẹ chồng á, mà hỏi chịu có chồng không? Là chắc đó là chị chịu rồi đúng không? Mà chưa biết chồng mình trẻ đã tuổi sao? Hay là lớn tuổi đúng không? Một khi đã gặp ảnh rồi chị cảm giác sao, chị nói thiệt đi. Thương không, chị nói thiệt là trẻ trẻ tuổi ha. Trẻ không? Trẻ đây hả? Nợ, lần đầu tiên trẻ. Khoái liền hả? Nói thiệt nghe. Khoái liền à, mẹ chồng dẫn về hỏi chịu chồng không? Chịu mà nhưng mà chưa có biết lớn như thế nào ha. Nhưng mà tới gặp mặt thì thôi táo quả luôn. Trẻ quá hả? Anh ơi cho em hỏi nè, rồi anh mà có một cái người mà vợ mà lớn tuổi như vậy đó, rồi cái thí dụ á anh thương nhiều không? Nhiều ha. Trời ơi. Tại vì mất tình thương vợ rồi. Đúng. Nên bây giờ phải có người như vậy hủ hỷ hai đứa. Nên bây giờ hai đứa này á nó thì hồi lúc trước là nó quá khùng đi, bây giờ thì nó đỡ hơn. Cũng như hồi đó là 10 phần, bây giờ còn khoảng chừng 7-8. Như Út là kiểu như gặp con dâu ngoài đường. Ừ, xong ngoài rồi đường. Cái hỏi chịu có chồng không? Đem về gả cho cha, cho con luôn, cho con mình luôn. Trời ơi. Chị Mai ok đó. Để mình kể cho nghe, tại vì bây giờ á mình á làm mẹ, bây giờ mình thương con mình. Mình phải lo cho con mình cái hạnh phúc đi. Út ơi, thà xấu đẹp gì nó hạnh phúc là được rồi. Chứ Út mà không có kiểu như mà chơi già hay này kia. Phải mà như tôi không có cái tình thương con, không có cái tình người nữa nè, là con Mai này Út không chịu đâu. Không chịu đâu. Mình nuôi con mình không muốn chết rồi, có đâu nuôi thêm con dâu nữa, bây giờ, phải không? Bây giờ đó. Nói bây giờ Út nói mà cái không chịu, cho thí dụ cho con nghe cho mọi người được biết rồi. Cũng như bây giờ người ta như gặp nhỏ này người ta đâu có chịu. Không biết mần ăn gì hết. Đó. Rồi á, điểm thứ hai nữa là không đẻ được cháu nội nữa, là người ta không chịu rồi. Đó. Nói chung ra là mọi mặt luôn Mai này chỉ là không biết gì hết, chỉ tuổi. Có biết lớn tuổi thì Út không chê, cũng như là chỉ biết cái tình thương chồng thôi đó. Còn con mình thì bây giờ nó quá trời điên loạn đi, tại vợ bỏ nó quá điên rồi, nó quá trời thương con vợ rồi đó. Mình á nói chung ra mình thương con mình muốn con mình dù già trẻ đi nó cái hạnh phúc. Hai đứa này nó lập gia đình với nhau là cái mà cũng như thằng này nó điên loạn nó bớt, còn cái cô này cũng vậy cũng bớt nữa, tại nó có cái tình thương với nhau rồi, thì cái đó là cũng như là kiểu là một liều thuốc mà mình trị bệnh cho hai người vậy đó. Là vậy đó.
như mình làm cha làm mẹ mình như lo như vậy đó. Là đó, con trai của Út á là khách tình rồi với lại là tính cáp cho cái chị Mai để cho hai người hòa hợp với nhau. Người này cũng thất tình luôn, còn điên loạn nữa, đã mất chồng mà mất con nữa. Còn người này á chỉ có mất vợ thôi chứ chưa có mất Út, con. Bây giờ là cho con hỏi mà cái chuyện mà quay lại cái đề mà cưới con dâu đưa 2 triệu mới gả. Cái sự việc đó là từ hồi cưới bây giờ đó, rồi bên bên bà Xui á có liên hay là hợi gì với Út không? Không, nói đầu ngay, bà bệnh tôi cũng xuống thăm, rồi cũng tới lui, đó, tới lui. Trời ơi, lúc đầu á, gã cô này về đây rồi đó. Dạ. Sáng Út lo ăn cơm đây, rồi xong là đi về lo ở dưới, lo dưới tới chiều, chiều là lội về trên này ăn cơm. Đó, hoàn cảnh Út chị Út cũng bóp bụng nữa, rồi ghía cô Út căng quá rồi bây giờ là mới được ở nhà đi với Út đó. Bắt lại chê Út nghèo. Ai chê nghèo không? Mẹ là chị Xui á, mới nói hỏi ngay thẳng mình luôn. Chị Xui ơi bộ, tại vì lúc gia đình tôi quá trời đau khổ mới nói gì nè, chị Xui ơi bộ chị nghèo lắm hả chị Xui? Trời ơi, gả con rồi bắt con đi về dưới mần ở dưới á tới 6 giờ chiều, nhỏ này mới lội lên tên về trên này, là cơm nước trên này tôi lo, là về đây ăn cơm. Sáng là trên này là tôi mua đồ ăn sáng ăn rồi về dưới, đi về dưới mần ở dưới nghe, chứ không phải mần cho tôi đâu, lúc đầu vậy đó. Đó mà tôi cũng vẫn chịu nữa, tại vì tôi thấy con mình nó như vậy rồi, rồi từ 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 rồi sau này á tôi mới sắc kẹo lại đó, không cho đi luôn, không cho đi, còn đi là đi luôn. Út không chứa Út nói sao à? Út nói con dâu mình sao, đi là đi sao? Đi là đi về dưới ở luôn, Út không trở về trên đây, Út không chứa. Chắc nó nói con dâu rồi, con dâu Út rồi, nó có trả lời gì không đâu? Không. Nói chung ra là cái cô này là cổ rất là có hiếu với bên cha mẹ, có hiếu là nhất trần gian luôn, khùng khùng điên điên mà rất là có hiếu. Chứ lại cặp vợ chồng rất khờ này con được biết Út, con thấy thiệt tình quá. Với lại Út là cái người nói chung là đi dọc đường gặp rồi đem con dâu về, mà không ngờ mà con dâu mà nhìn á là lớn tuổi hơn Út rất là nhiều. Không chê vụ lớn tuổi đó, mà về mà phải cưới về có phải hạnh phúc đâu, còn bắt như vậy đó, bắt rồi Út không chịu vừa lòng không, rồi một thời gian sau còn gì nữa. Đi bán hai mấy đứa này bán vé số đó, lấy một ngày phần tiền ra bao nhiêu đó đem về dưới nuôi vịt. Trời ơi. Ừ. Là mẹ vợ là gì đó hả? Ừ. Có không anh? Có anh gật đầu cho em. Bà chơi nghèo bà, không có tiền. Bà ấy, vợ chơi bắt con sao? Vợ lại. Chơi nghèo bắt vợ lại hả? Ừ. Út kể cái vụ mà nghèo mà chơi nghèo bắt vợ lại cho con. Nghèo chê cũng như là hỏi tôi gì nè, chị Xu ơi, chị Xu bộ chị nghèo lắm hả? Rồi tôi mới nói vậy chứ chị nghĩ coi, hồi lúc đầu thì gia đình cũng đỡ vậy chứ tôi nghĩ, chị Xu nghĩ coi, chồng thì đau năm này tháng nọ mình nên tôi lo hết cả gia đình, rồi thằng Út thì điên loạn bệnh hoạn, là thằng Út này nè, cột xiềng gì nè, hai giò hai tay đó. Rồi làm sao bà xui nói sao? Bộ chị Xui nghèo lắm hả chị Xui? Cái mới nói ô vậy hoàn cảnh tôi vậy đó, hỏi chị Xui coi nghèo hay không, ai vào hoàn cảnh tôi đi đó. Chuyện ơi, theo mà con nghĩ Út, theo con gái mình như vậy đã không có được vẹn toàn rồi. Út là cái người đem về nhà cưu mang, đúng, và lo từ bữa cơm giấc ngủ. Phải đúng lý là thương Út chứ, và thương Hồng gửi nữa. Không, bắt con nhỏ này là một tay nhờ, đi lang thang ai cho cái gì đem về, rồi đi lụm mũ gom tiền đem về đó, rồi ở trên này mình không có đi lụm mũ được, rồi không ai cho gì hết đem về dưới không chịu. Nói chung ra 4 năm trời á là cũng kiên quyết dữ lắm đó, là bây giờ mới được ở đây đó. Chị Mai ơi, chị bây giờ về nhà mẹ nữa không? Bây giờ về dưới luôn nữa chịu không? Mà tặng vô núi về hoài nha. Sao? Mà tặng vô núi về hoài kêu về hoài nè. Rồi chị có về không? Không.
thương thương chồng hay sao? Thương chồng hết đáng ở đây. Theo mà cái tình tình cảm của hai vợ chồng là Út, nói chung là Út là cái người là cáp cho và đem lại cái tình thương cho chị Mai là một điều là quý. Theo nè, chị Mai ơi, cho em hỏi á, thì theo bà vợ chồng có ok lý tưởng không? Có tuyệt vời không? Bà chồng có thương con không đó? Thương. Thương thiệt hả? Thương ít hả? Thương ít hả? Sao thương ít, thương nhiều? Sao thương ít kể coi, thương ít sao kể coi. Sao? Vậy đó. Rồi. Anh Trúc thì với Ngôn thì bữa nay cũng nhận được cái cuộc gọi của cô nè, chia sẻ về cái hoàn cảnh con dâu của mình với thằng con trai. Thì Thanh Trúc với Ngôn lại thì thấy con dâu thì lớn tuổi hơn mẹ chồng. Cái chuyện thì nói chung chuyện cũng nó cũng bình thường mà nó hơi lạ, mà mẹ chồng mà đi cưới con dâu về đem về cho con mình, nói chung mà không có ai giống vậy hết trơn á, chuyện cũng hơi lạ cả nhà.